chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Chào các bạn thân mến! Tôi tin rằng Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt các bạn đến đây ngày hôm nay, và tôi muốn các bạn biết rằng các bạn là những người được chọn. Ma quỷ không muốn các bạn nghe điều này, nhưng các bạn đã ở đây, và điều đó có nghĩa là các bạn được định sẵn để nhận được sự bình an và trí tuệ vô bờ. Nếu các bạn đang xem video này từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng, hãy biết rằng khoảng thời gian này đặc biệt quan trọng. Đây là thời điểm thiêng liêng khi Thiên Chúa có thể nói với trái tim chúng ta một cách rõ ràng hơn. Hãy đón nhận khoảnh khắc này như một món quà đặc biệt. Chúng ta sẽ thảo luận về 5 bí mật sẽ giúp các bạn đến gần với Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Những bí mật này sẽ cải thiện mối quan hệ tâm linh của bạn với Chúa Giêsu, xua tan lo lắng và giúp bạn chiến đấu với những ác ma. Hãy nhớ rằng các bạn đang an toàn ở đây. Việc bắt đầu hành trình này bằng một lời cầu nguyện là rất quan trọng. Tôi mời các bạn nhắm mắt lại và để cho Thánh Thần làm mới tâm trí bạn khi chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha trên trời, cảm ơn Ngài đã đưa chúng con lại với nhau trong thời điểm yên tĩnh và thiêng liêng này. Chúng con xin Ngài hãy làm đầy trái tim và tâm trí chúng con bằng sự hiện diện của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài xua đuổi tất cả các ác ma và mọi thế lực xấu xa đang tìm cách làm rối loạn chúng con. Xin bao phủ chúng con bằng sự bảo vệ của Ngài và để sự bình an của Ngài đến với từng người đang xem video này ngay bây giờ. Hãy làm đầy chúng con bằng tình yêu, sự an ủi và sức mạnh của Ngài. Hãy làm mới tâm trí chúng con và giúp chúng con tập trung vào sự thiện lành của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện. Amen. Bây giờ, hãy cùng khám phá bí mật đầu tiên. 1. Biểu lộ lòng biết ơn. Bí mật đầu tiên để trở nên gần gũi với Thiên Chúa từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng là biểu lộ lòng biết ơn. Trong một Thessalonica, Kinh Thánh dạy chúng ta, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì điều đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Christ đối với các bạn. Khi chúng ta thức dậy sớm, đó có thể là thời điểm đặc biệt để suy ngẫm về tất cả những phước lành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy dành một chút thời gian để cảm ơn Chúa không chỉ vì những điều đang xảy ra ngay lúc này mà còn vì những phước lành từ quá khứ. Khoảnh khắc sớm này là yên tĩnh và tĩnh lặng, là thời điểm lý tưởng để kết nối sâu sắc với Thiên Chúa qua lòng biết ơn. Biểu lộ lòng biết ơn là rất mạnh mẽ khi chúng ta tập trung vào sự thiện lành của Chúa và cảm ơn Ngài vì những phước lành của Ngài. Chúng ta làm mạnh mẽ thêm lớp áo tâm linh của mình. Kẻ thù ghét lòng biết ơn vì nó chuyển hướng sự chú ý của chúng ta từ sợ hãi và lo lắng sang tình yêu và sự cung cấp của Chúa. Khi chúng ta làm đầy trái tim mình bằng lòng biết ơn, chúng ta đẩy lùi bóng tối và mời ánh sáng của Chúa chiếu sáng hơn trong cuộc sống của chúng ta. Hãy nghĩ về một thời điểm khi Chúa đã đáp lời cầu nguyện của bạn hoặc đã cung cấp cho bạn theo cách tưởng như không thể. Có thể đã có lúc bạn cảm thấy đau đớn hoặc gặp khó khăn, nhưng Chúa đã đưa bạn vượt qua. Nhớ lại những khoảnh khắc đó trong những giờ sáng sớm này có thể làm đầy trái tim bạn với lòng biết ơn và bình an. Ví dụ, hãy nghĩ về Joseph trong Kinh Thánh. Ông đã trải qua nhiều thử thách và sự phản bội, từ việc bị bán vào làm nô lệ bởi chính các anh em của mình đến việc bị cáo buộc sai và bị giam cầm.
Tuy nhiên, trong suốt những khó khăn, Joseph vẫn trung thành và biết ơn Chúa. Cuối cùng, Chúa đã nâng ông lên một vị trí quyền lực lớn ở Ai Cập, dùng ông để cứu nhiều sinh mạng trong thời kỳ đói kém. Suy ngẫm về câu chuyện của Joseph có thể nhắc nhở chúng ta về sự trung thành của Chúa và tầm quan trọng của lòng biết ơn ngay cả trong những lúc khó khăn. Tôi hiểu rằng một số bạn có thể đang đau đớn ngay bây giờ hoặc không thấy phước lành trong tình huống hiện tại của bạn. Tôi muốn đảm bảo với bạn rằng thời điểm tốt đẹp hơn đang đến. Trong Roma, Kinh Thánh nói, chúng ta biết rằng trong mọi sự, Thiên Chúa làm việc vì lợi ích của những người yêu mến Ngài, những người được gọi theo mục đích của Ngài. Hãy tin tưởng rằng Chúa luôn đang làm việc, ngay cả khi chúng ta không thấy điều đó. Cảm ơn Ngài vì những phước lành trong quá khứ và tin rằng Ngài sẽ cung cấp cho bạn trong tương lai. Hãy biết rằng bạn được Chúa yêu thương sâu sắc. Thức dậy giữa 3 giờ sáng và 5 giờ sáng không phải là một sự trùng hợp, đó là một sự gọi đặc biệt. Bạn mạnh mẽ và được chọn vì bạn thức dậy vào thời điểm quan trọng này. Khoảnh khắc sáng sớm này là một thời điểm thiêng liêng khi Chúa có thể nói với trái tim bạn rõ ràng hơn. Chúa thấy tương lai của bạn và Ngài đã có kế hoạch tuyệt vời cho bạn. Trong Giê-rê-mi-a, Kinh Thánh nói, vì ta biết những kế hoạch ta có cho các ngươi là những kế hoạch vì sự thịnh vượng và không phải vì điều ác, để ban cho các ngươi một tương lai và hy vọng. Hãy tin vào lời hứa này và tin rằng Chúa đã và đang thực hiện những kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống của bạn, ngay cả khi bạn không thấy điều đó ngay bây giờ. Hãy biết rằng kế hoạch của Chúa đang diễn ra một cách hoàn hảo. Ngài biết nhu cầu, giấc mơ và những khó khăn của bạn. Tình yêu của Ngài dành cho bạn là vô bờ bến và Ngài đang dẫn dắt bạn từng bước một. Hãy đón nhận thời gian đặc biệt này như một món quà và tin rằng Chúa có điều tốt đẹp đang chờ đón bạn. Vậy, các bạn ơi, hãy bắt đầu ngày mới của bạn bằng cách biểu lộ lòng biết ơn. Cảm ơn Chúa vì sự thiện lành, sự cung cấp và lòng trung thành của Ngài. Hành động đơn giản này có thể biến đổi tư duy của bạn, đưa bạn gần gũi hơn với Thiên Chúa và đẩy lùi ảnh hưởng của kẻ thù. Hãy nhớ rằng bạn đã được chọn và Ngài luôn ở bên bạn. Việc xem hết năm bí mật là rất quan trọng. Ma quỷ không muốn bạn nghe những sự thật này, nhưng bạn đang ở đây, bạn đang bước từng bước hướng tới sự bình an vô bờ và sự phát triển tâm linh. 2. Xưng tội và tìm kiếm sự tha thứ. Bí mật thứ hai để trở nên gần gũi với Thiên Chúa từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng là xưng tội và tìm kiếm sự tha thứ. Kinh Thánh dạy chúng ta trong chương 1 Gioan có viết, nếu chúng ta xưng tội, Ngài là người trung tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi mọi sự bất chính. Xưng tội là một hành động mạnh mẽ của sự khiêm nhường và thành thật trước mặt Thiên Chúa. Nó thừa nhận nhu cầu của chúng ta về ân sủng và lòng thương xót của Ngài. Khi chúng ta xưng tội, chúng ta mở cửa để nhận được sự tha thứ của Chúa. Điều này mang lại sự chữa lành và bình an cho linh hồn chúng ta. Hãy xem xét câu chuyện của vua David. Sau khi phạm tội với Bathsheba, David đã bị nhà tiên tri Nathan đối chất. Nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi mình, David đã xưng tội và ăn năn sâu sắc. Trong Thi Thiên 51, lời cầu nguyện ăn năn của David, ông kêu lên, hãy tạo ra một trái tim trong sạch trong tôi, ôi Chúa, và làm mới một tinh thần ngay thẳng trong tôi. Sự xưng tội và cầu xin tha thứ chân thành của David đã dẫn đến việc ông được phục hồi và mối quan hệ được làm mới với Chúa. Sự tha thứ không chỉ là việc nhận ân sủng của Chúa mà còn là việc mở rộng sự tha thứ cho người khác. Sức mạnh của sự tha thứ có thể giải thoát chúng ta khỏi sự cay đắng và oán giận. Nếu tên của những người cần bạn tha thứ hiện lên trong tâm trí bạn ngay bây giờ, đó là Chúa Thánh Thần đang chỉ cho bạn những người bạn cần tha thứ. Giữ lòng oán hận có thể nặng nề tâm hồn bạn, nhưng giải phóng nó mang lại tự do và sự chữa lành. Trong Tân Ước, chúng ta thấy câu chuyện về Stephen. Khi Stephen bị ném đá đến chết, ông đã cầu nguyện, lạy Chúa, xin đừng tính tội này cho họ,
Hành động tha thứ của Stephen ngay cả khi đối mặt với cái chết là một ví dụ sâu sắc về sức mạnh và tầm quan trọng của việc tha thứ cho người khác. Cũng rất quan trọng để tha thứ cho chính mình. Nhiều lần, chúng ta giữ lại cảm giác tội lỗi và xấu hổ vì những sai lầm của mình, nhưng Chúa kêu gọi chúng ta giải phóng những gánh nặng đó. Hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá là để cho tất cả các tội lỗi của chúng ta, quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong Roma nói, vậy bây giờ không còn sự kết tội cho những người ở trong Chúa Giê-xu Christ. Chấp nhận sự tha thứ của Chúa cho chính mình cho phép chúng ta sống trong tự do và ân sủng Ngài ban cho. Hãy nghĩ về Chúa Giê-xu. Trên thập giá, trong những khoảnh khắc cuối cùng của Ngài, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Sự sẵn lòng tha thứ của Chúa Giê-xu cho những người đã đóng đinh Ngài là ví dụ tối thượng về ân sủng và tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Các bạn hãy tận dụng thời gian này để xưng tội với Thiên Chúa, để cho sự tha thứ của Ngài rửa sạch bạn và thanh tẩy trái tim bạn. Nếu có những người mà bạn cần tha thứ, hãy cầu xin Chúa ban cho sức mạnh để buông bỏ mọi sự cay đắng hoặc tổn thương. Và nhớ tha thứ cho chính mình, biết rằng Chúa Giê-xu đã trả giá cho các tội lỗi của bạn rồi. Có thể bạn đã làm tổn thương người mà bạn quan tâm qua lời nói hoặc hành động và cảm giác tội lỗi đã đè nặng trên trái tim bạn. Thời điểm sáng sớm này là cơ hội tuyệt vời để mang cảm giác tội lỗi đó đến trước mặt Chúa, xưng tội với Ngài và cầu xin sự tha thứ của Ngài. Có thể bạn đang vật lộn để tha thứ cho một thành viên trong gia đình đã làm tổn thương bạn, có thể là một người cha, một người anh em, hoặc thậm chí là một người bạn thân. Đau đớn mà họ gây ra có thể vẫn còn mới, nhưng giữ lại nỗi đau đó chỉ làm tổn thương bạn thêm. Một số bạn có thể đang chiến đấu với sự tự kết tội. Bạn có thể cảm thấy mình đã thất bại trong trách nhiệm của mình, dù là với vai trò cha mẹ, vợ chồng hay trong sự nghiệp. Bạn có thể liên tục hồi tưởng lại những sai lầm của mình trong tâm trí, không thể tiến về phía trước. Hãy nhớ rằng ân sủng của Chúa là đủ cho bạn. Xưng tội về cảm giác thất bại của bạn với Ngài và để sự tha thứ của Ngài mang đến bình an cho bạn. Sức mạnh của sự tha thứ cho linh hồn bạn không thể được đánh giá quá cao. Nó giải thoát bạn khỏi sự oán giận và tội lỗi, cho phép bạn trải nghiệm sự yêu thương và bình an đầy đủ của Thiên Chúa. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đồng bộ với ý muốn của Chúa và mở lòng ra để nhận sự chữa lành từ Ngài. Các bạn đang làm rất tốt, hãy nhớ rằng việc xem hết năm bí mật là quan trọng, vì mỗi bí mật đều xây dựng trên bí mật trước đó, giúp bạn đến gần hơn với Thiên Chúa. Ma quỷ không muốn bạn nghe những sự thật này, nhưng bạn đang ở đây và tôi tự hào về bạn vì đã xem đến đây trong video. 3. Dâng kế hoạch của bạn cho Chúa. Bí mật thứ 3 để trở nên gần gũi với Thiên Chúa từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng là dâng kế hoạch của bạn cho Chúa. Trong châm ngôn, Kinh Thánh dạy chúng ta, hãy dâng mọi việc bạn làm cho Chúa và Ngài sẽ làm cho kế hoạch của bạn thành công. Dâng kế hoạch của bạn cho Chúa có nghĩa là tìm kiếm sự hướng dẫn và trí tuệ của Ngài trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống bạn. Đây là việc tin tưởng rằng các kế hoạch của Ngài tốt hơn kế hoạch của chúng ta và từ bỏ những mong muốn của chúng ta cho ý muốn của Ngài. Hãy xem xét câu chuyện của Nehemiah. Khi Nehemiah biết về những bức tường bị phá vỡ của Jerusalem, ông đã rất lo lắng. Ông đã cầu nguyện và ăn chay để tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Nehemiah đã dâng kế hoạch của mình cho Chúa và Chúa đã ban cho ông sự yêu thương và tài nguyên cần thiết để xây dựng lại các bức tường. Thành công của Nehemiah là kết quả của sự tận tâm của ông trong việc tìm kiếm ý muốn của Chúa và dâng kế hoạch của mình cho Ngài. Trong cuộc sống của bạn, bạn có thể có những ước mơ và mục tiêu mà bạn rất đam mê, dù là một tham vọng nghề nghiệp, một dự án cá nhân hoặc một mối quan hệ. Hãy mang những kế hoạch này đến trước mặt Chúa, cầu xin Ngài chỉ dẫn và làm rõ.
tin tưởng rằng Ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn và sẽ dẫn dắt bạn đi đúng hướng. Hãy bắt đầu ngày mới bằng cách cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn bước đi của bạn. Tìm kiếm trí tuệ của Ngài và tin tưởng vào sự chỉ dẫn của Ngài. Đảm bảo rằng các kế hoạch của bạn phù hợp với các giáo lý và giá trị của Chúa. Nếu các mục tiêu của bạn tôn vinh Chúa và đóng góp vào vương quốc của Ngài, Ngài sẽ ủng hộ và thực hiện chúng. Hãy cởi mở với sự dẫn dắt của Ngài và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch của bạn theo sự chỉ dẫn của Ngài. Nhớ rằng các kế hoạch của Ngài luôn vì lợi ích của bạn. Khi bạn đã dâng kế hoạch của mình cho Chúa, hãy giữ lòng trung thành và siêng năng trong nỗ lực của bạn, tin tưởng rằng Chúa đang làm việc âm thầm. Ma quỷ không muốn bạn mở lòng với Chúa về các kế hoạch của bạn vì nó biết rằng đây là vũ khí tối thượng của bạn. Khi bạn dâng kế hoạch của mình cho Chúa, bạn mời gọi quyền năng và trí tuệ của Ngài vào cuộc sống của bạn, làm thất bại các âm mưu của kẻ thù. Tin tưởng vào Chúa với tương lai của bạn sẽ làm suy yếu ma quỷ và củng cố bước đi tâm linh của bạn. Hãy xem xét một tình huống cá nhân mà bạn có kế hoạch cho tương lai. Có thể bạn đang lên kế hoạch thay đổi nghề nghiệp, bắt đầu một doanh nghiệp mới, hoặc bắt tay vào một dự án mới. Hãy tận dụng thời gian sáng sớm này, từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng, để mang những kế hoạch này đến trước mặt Chúa. Cầu nguyện và xin Ngài ban cho trí tuệ và sự chỉ dẫn. Tin tưởng rằng Ngài sẽ dẫn dắt bạn và thực hiện các bước đi của bạn. Một câu chuyện mạnh mẽ khác là câu chuyện của Ruth. Sau khi mất chồng, Ruth đã chọn ở lại với mẹ chồng Naomi và chuyển đến một vùng đất xa lạ. Ruth đã dâng cuộc sống và tương lai của mình cho Chúa và kết quả là cô đã tìm được sự yêu thương từ Boaz. Điều này dẫn đến việc cô trở thành tổ tiên của Chúa Giê-xu. Câu chuyện của Ruth cho chúng ta thấy những phước lành đến từ việc tin tưởng Chúa với các kế hoạch của chúng ta. Khi bạn suy ngẫm về các kế hoạch của mình, hãy để cho Thánh Thần nói với bạn. Ngài có thể tiết lộ những lĩnh vực mà bạn cần từ bỏ sự kiểm soát hoặc chỉ cho bạn những hướng đi mới mà bạn chưa nghĩ đến. Tin tưởng rằng các kế hoạch của Chúa cho bạn là tốt đẹp và Ngài luôn trung tín dẫn dắt bạn. Vì vậy, các bạn thân mến, hãy tận dụng thời gian thiêng liêng từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng để dâng kế hoạch của bạn cho Chúa. Tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, làm cho các mục tiêu của bạn phù hợp với ý muốn của Ngài và tin tưởng rằng Ngài sẽ thực hiện các bước đi của bạn. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ tìm thấy sự bình an và sự đảm bảo, biết rằng Chúa đang kiểm soát và các kế hoạch của Ngài cho bạn là hoàn hảo. 4. Tăng cường đức tin. Bí mật thứ tư để trở nên gần gũi với Thiên Chúa từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng là tăng cường đức tin. Đức tin được nhắc đến hơn 450 lần trong Kinh Thánh. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Trong Hebrew, Kinh Thánh định nghĩa đức tin là: đức tin là sự tin tưởng vào những điều chúng ta hy vọng và sự đảm bảo về những điều chúng ta không thấy. Có những lúc trong Kinh Thánh khi ngay cả các môn đồ đã đi cùng Chúa Giê-xu cũng gặp khó khăn với đức tin của họ. Một ví dụ đáng chú ý là trong sách Matthew, khi Chúa Giê-xu và các môn đồ ở trên một chiếc thuyền trong cơn bão dữ dội. Các môn đồ hoảng sợ đã đánh thức Chúa Giê-xu và nói: "Lạy Chúa, xin cứu chúng con sắp chết đuối." Chúa Giê-xu đáp: "Hỡi những người thiếu đức tin, sao các ngươi sợ hãi đến vậy?" Sau đó, Ngài đứng dậy và quở trách gió và sóng, và biển liền lặng. Câu chuyện này làm nổi bật sự thiếu đức tin của các môn đồ và nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của việc tin tưởng vào Ngài. Giống như các môn đồ, chúng ta có thể thấy mình ở trong những tình huống mà đức tin của chúng ta bị thử thách. Chúng ta có thể đối mặt với những cơn bão trong cuộc sống khiến chúng ta nghi ngờ và lo sợ. Nhưng Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta có đức tin rằng Ngài đang kiểm soát và có thể làm yên bão tố trong cuộc sống của chúng ta. Để tăng cường đức tin của bạn, hãy dành thời gian trong lời Chúa. Roma có nói vậy: đức tin đến từ việc nghe, và việc nghe đến từ lời của Chúa.
đọc và suy ngẫm về Kinh Thánh sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của bạn về các lời hứa của Chúa và củng cố sự tin tưởng của bạn vào Ngài. Cầu nguyện và xin Chúa làm đầy trái tim bạn bằng đức tin. Hãy thành thật. Hãy chia sẻ với Ngài về những khó khăn và nghi ngờ của bạn. Trong Kinh Thánh, một người cha đang tìm kiếm sự chữa lành cho con trai của mình đã kêu gọi Chúa Giêsu: "Tôi tin, nhưng xin giúp đỡ sự không tin của tôi." Lời cầu nguyện đơn giản nhưng sâu sắc này cho thấy rằng ngay cả khi đức tin của chúng ta yếu, chúng ta vẫn có thể cầu xin Chúa củng cố nó. Hãy dành thời gian mỗi sáng để cầu nguyện và xin Chúa gia tăng đức tin của bạn. Hãy suy ngẫm về những lần Ngài đã trung tín trong quá khứ. Hãy cân nhắc việc giữ một cuốn nhật ký để ghi lại những lời cầu nguyện đã được đáp ứng và những trường hợp Chúa đã thể hiện sự trung tín trong cuộc sống của bạn. Những nhắc nhở này có thể giúp củng cố đức tin của bạn trong những thời điểm khó khăn. Một cách thực tiễn khác để tăng cường đức tin là qua sự hiệp thông với các tín đồ khác. Việc chia sẻ các chứng ngôn và khích lệ nhau giúp xây dựng nền tảng đức tin cộng đồng vững chắc. Trong sách Hebrew, chúng ta được khuyến khích hãy xem xét để khích lệ nhau trong tình yêu và việc làm tốt. Không bỏ họp nhóm như một số người vẫn quen, nhưng khích lệ nhau và càng nhiều hơn khi bạn thấy ngày của Chúa đến gần. Khi bạn làm việc để củng cố đức tin của mình, hãy nhớ rằng Satan không muốn bạn trở nên gần gũi với Chúa. Hắn tức giận vì bạn đang lắng nghe lời Chúa và thực hiện các bước để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn với Ngài. Nhưng hãy yên tâm, vì đấng trong bạn lớn hơn kẻ trong thế gian. Hãy suy ngẫm về những tình huống cá nhân mà bạn cần đức tin mạnh mẽ hơn. Có thể bạn đang đối mặt với một quyết định khó khăn, vấn đề sức khỏe hoặc khó khăn tài chính. Hãy sử dụng thời gian sáng sớm này để tìm kiếm sự hiện diện của Chúa và xin Ngài làm đầy trái tim bạn bằng đức tin. Tin tưởng rằng Ngài đang ở bên bạn và sẽ dẫn dắt bạn qua bất kỳ cơn bão nào. Vì vậy, các bạn hãy tận dụng thời gian thiêng liêng từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng để củng cố đức tin của bạn. Hãy đắm mình trong lời Chúa, cầu nguyện để có sự tin tưởng sâu sắc hơn vào Ngài và bao quanh mình bằng những tín đồ khác có thể khích lệ bạn. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ thấy đức tin của mình đang lớn lên và mối quan hệ với Chúa trở nên sâu sắc hơn. 5. Yêu thương và phục vụ người khác. Bí mật thứ 5 để trở nên gần gũi với Thiên Chúa từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng là yêu thương và phục vụ người khác. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu trong các giáo lý của Ngài và đó là nền tảng của đức tin chúng ta. Trong sách Gioan, Chúa Giêsu nói: "Mặc dù ta ban cho các ngươi một điều răn mới, các ngươi hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các ngươi, thì các ngươi cũng phải yêu thương nhau. Như vậy, mọi người sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta, nếu các ngươi yêu thương nhau." Đây là dấu hiệu mà bạn có thể thực hành không chỉ trong những giờ sớm mà suốt cả ngày. Khi bạn ra khỏi giường vào buổi sáng hôm sau, hãy tìm kiếm cơ hội để thể hiện tình yêu và phục vụ những người xung quanh bạn. Hãy cân nhắc câu chuyện về người Samari nhân hậu trong sách Luca. Một người đàn ông đã bị cướp đánh đập và bỏ lại bên đường. Hai nhân vật tôn giáo đã đi qua mà không giúp đỡ, nhưng một người Samari, người bị coi là người ngoại, đã dừng lại và chăm sóc cho người bị thương. Ông đã băng bó vết thương, đưa người đó đến quán trọ và trả tiền cho việc chăm sóc. Ngụ ngôn này dạy chúng ta rằng tình yêu và phục vụ vượt qua các ranh giới xã hội và sự tiện lợi cá nhân. Đó là việc thể hiện lòng thương xót và sự tử tế với mọi người, bất kể họ là ai. Một ví dụ mạnh mẽ khác được tìm thấy trong sách Matthew, nơi Chúa Giêsu nói về việc phục vụ những người kém may mắn. Ta đói và các ngươi đã cho ta ăn, ta khát và các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ và các ngươi đã tiếp nhận ta, ta cần áo quần và các ngươi đã cho ta mặc, ta bệnh và các ngươi đã chăm sóc ta bị tù và các ngươi đã đến thăm ta. Các người công chính ngạc nhiên và hỏi khi nào họ đã làm những điều này. Và Chúa Giêsu đáp: "Quả thật,
ta nói với các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em của ta là người kém may mắn nhất các ngươi đã làm cho ta. Yêu thương và phục vụ người khác không chỉ là một mệnh lệnh mà còn là một phản ánh của tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta phục vụ người khác, chúng ta thể hiện tình yêu của Đức Kitô và trở thành tay chân của Ngài trên thế giới. Đây là một hành động thờ phượng và sự vâng lời làm đẹp lòng Chúa và biến đổi trái tim chúng ta. Các tình huống cá nhân cũng có thể minh họa tầm quan trọng của nguyên tắc này. Hãy tưởng tượng một người nhận thấy một đồng nghiệp đang vật lộn với khối lượng công việc của họ. Dành thời gian để giúp đỡ, dù là với những công việc nhỏ, có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Một tình huống khác có thể là một người hàng xóm cao tuổi cần trợ giúp với đồ tạp hóa hoặc công việc trong sân vườn. Đề nghị giúp đỡ không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế mà còn xây dựng mối quan hệ và thể hiện tình yêu của Chúa trong hành động hàng ngày. Những hành động đơn giản như giữ cửa cho ai đó, đưa ra một lời khích lệ, hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe ai đó khi họ cần nói chuyện đều là cách để yêu thương và phục vụ người khác. Những hành động này, dù nhỏ, phản ánh trái tim của Chúa Giê-xu và có thể thay đổi ngày của ai đó, thậm chí cả cuộc đời họ. Suy ngẫm về hành động yêu thương cao cả của Chúa Giê-xu trên thập giá, Ngài đã thể hiện tình yêu lớn nhất bằng cách hy sinh mạng sống của Ngài cho nhân loại. Trong sách Gioan, Ngài nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu này, hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu. Tình yêu hy sinh của Ngài là mô hình cho cách chúng ta nên yêu thương và phục vụ người khác. Vì vậy, các bạn thân mến, khi bạn tiếp tục trong ngày của mình, hãy nhớ yêu thương và phục vụ người khác. Đây không chỉ là một mệnh lệnh mà là một lời kêu gọi giúp chúng ta gần gũi hơn với Chúa và cho phép tình yêu của Ngài chảy qua chúng ta. Hãy tận dụng thời gian thiêng liêng từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng để cầu nguyện cho một trái tim tìm cách phục vụ và yêu thương người khác như Chúa Giê-xu đã làm. Bạn đã đến phần kết của video và tôi rất tự hào về bạn vì đã xem đến hết. Bạn đang thực hiện những bước để đến gần hơn với Chúa và đó là điều thực sự đặc biệt. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh và theo dõi các nội dung khác để giúp bạn phát triển đức tin. Nguyện xin bình an của Chúa vượt quá mọi hiểu biết, giữ gìn trái tim và tâm trí bạn trong Chúa Giê-xu Kitô. Amen. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.